Sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, những bạn trẻ sau khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp đã trở lại quê hương để khởi nghiệp với nhiều mơ ước và khát vọng xây dựng những tour tuyến du lịch trên lòng hồ sông Đà, đánh thức tiềm năng du lịch vùng lòng hồ, làm giàu đẹp cho quê hương mình. Đó là câu chuyện đẹp, đầy hoài bão của các thanh niên trên quê hương tái định cư thủy điện Quỳnh Nhai, Sơn La, mảnh đất sơn thủy hữu tình, được ví như Vịnh Hạ Long trên rừng Tây Bắc. 2 năm qua do dịch bệnh COVID-19 khiến ngành du lịch đóng băng, năm nay là năm các tour tuyến du lịch Tây Bắc, trong đó có du lịch lòng hồ sông Đà phục hồi mạnh mẽ. Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Vịnh Uy Phong, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, công ty của Lạc Văn Phong và nhóm bạn có cùng chí hướng đã đón gần 5.000 khách đến thăm. Chỉ với một chiếc thuyền chạy dầu ban đầu, giờ đây công ty đã có 3 chiếc tàu lớn đón tối đa 100 khách du lịch. Những cái năm đầu bọn em khởi nghiệp thì chỉ có cả tuần, may lắm 1-2 đoàn. Ngày xưa thì chúng em cũng rất là mơ hồ, chưa nghĩ rằng mình sẽ làm được du lịch và nó sẽ có thể thành công bước đầu như ngày hôm nay. Với những kết quả bước đầu như ngày hôm nay thì bọn em tự hào. Cái tự hào đầu tiên là chúng em tạo ra cái công ăn việc làm cho gần 15 người cho anh em trong công ty. Đó. Thì ngoài ra thì chúng em cũng đã góp phần cái thúc đẩy quảng bá cái tuyến du lịch của hồ sông Đà nó phát triển. Sau khi tích nước lòng hồ thủy điện Sơn La, Quỳnh Nhai là huyện có diện tích mặt nước lớn với cảnh đẹp nên thơ, núi non hùng vĩ. Thế nhưng tiềm năng du lịch ở địa phương này mới chỉ được đánh thức vài năm trở lại đây bởi các nhóm chàng lính ngự lâm tiên phong đi xây dựng, biến những hòn đảo hoang sơ thành các vịnh xinh đẹp để đón khách. Đến với du lịch của huyện Quỳnh Nhai, đặc biệt là du lịch lòng hồ thì tôi thấy là rất là đẹp và thơ mộng. Cũng không sai khi mà người ta nói rằng là biển hồ Quỳnh Nhai được ví như là Vịnh Hạ Long của vùng Tây Bắc. Và khi đến đây thì được thưởng thức rất là nhiều món ăn ngon của những người dân tộc Thái ở trên này họ chế biến. Đặc biệt nữa là với sức trẻ, năng động của các bạn trẻ làm du lịch ở Quỳnh Nhai thì tôi tin tưởng rằng và cũng mong muốn rằng là du lịch của huyện Quỳnh Nhai sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để cho du khách gần xa đến tham quan và thưởng thức. Chúng em vẫn hay động viên nhau và hay chia sẻ với anh em rằng là thật ra mình phát triển du lịch thì không chỉ giúp cho bản thân mình và giúp cho cả cộng đồng, giúp tiêu thụ những cái sản phẩm nông sản của bà con cho khách du lịch. Và có một cái khát khao cháy bỏng với bản thân em là tạo ra cái công ăn việc làm cho những cái người thân của mình, những cộng đồng xung quanh của mình. Và qua đó thì chúng em cũng giới thiệu được những cái nét văn hóa vẻ đẹp của quê hương Quỳnh Nhai mình đến với du khách. Ngay bên cầu Pá Uôn huyền thoại, cây cầu lập kỷ lục cao nhất Đông Nam Á, Pá Uôn Ecolodge đón khách bằng những bungalow xinh xắn đáng yêu. Chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng này cũng là một chàng trai trẻ có nhiều hoài bão, đã dồn hết vốn liếng và tâm sức để xây dựng điểm du lịch bên lòng hồ. Em cũng là người sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc. Em nhìn thấy cái tiềm năng trong này về cái du lịch khác biệt so với những nơi khác, đặc biệt là cá. Đó là cái mà ở Quỳnh Nhai này là cái sản phẩm du lịch và nó cũng là cái hướng đi mũi nhọn của tỉnh và của huyện. Và tới đây thì cũng muốn là từng bước đưa Quỳnh Nhai thành một cái điểm du lịch của tỉnh. Sau này thì có điều kiện để nâng lên là thành khu du lịch của điểm du lịch của quốc gia. Huyện cũng đã giao cho các phòng ban chuyên môn để trực tiếp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và cái lĩnh vực về thủy sản, về cái thủ tục hành chính theo đúng với các quy định và đặc biệt là về thời gian xử lý những cái thủ tục hành chính đối với cái doanh nghiệp hợp tác xã này thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện hết mức. Khởi nghiệp ở vùng núi cao với kinh nghiệm và số vốn ít ỏi, song những chàng lính ngự lâm này đã trở thành những người tiên phong mở đường, hình thành các tour tuyến du lịch vùng lòng hồ sông Đà, kết nối các tỉnh Tây Bắc để phát triển du lịch. Đây cũng là cái kết đẹp của hậu di dân tái định cư Thủy điện Sơn La đã và đang được viết nên.